Điểm qua kết quả của các trận đấu diễn ra tại vòng 5 của giải bóng đá ngoại hạng Anh, Tottenham Hotspur đối đầu với câu lạc bộ West Ham United. Trên sân nhà, gà trống có đủ lực lượng mạnh nhất khi Son Heung-min, Harry Kane và Steven Bergwijn là bộ ba tấn công của Tottenham Hotspur. Còn West Ham United vẫn chỉ để một mình Michael Antonio đá cày do công của Fabian Barbena. Chỉ 3 phút sau, từ quả tạt của Kufan, Davinson Sanchez đã đánh đầu phản lưới nhà. Và điều nghiệt ngã đã đến ở phút thứ 94 khi Lazini sút xa từ ngoài vòng 16-50 mang về bàn thắng, khép lại trận hòa với tỷ số 3 đều. Ở các trận đấu còn lại, hai cặp đấu giữa hai câu lạc bộ Sheffield United và Fulham, Crystal Palace đối đầu với câu lạc bộ Brighton đều có tỷ số hòa 1 đều. Trong khi đó, ở trận đấu muộn, câu lạc bộ Leicester City trên sân nhà King Power đã để cho đối thủ Aston Villa đánh bại với tỷ số sát nút 1-0. Qua đó đưa câu lạc bộ Aston Villa leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau 4 trận đấu với 12 điểm. Ghi 13 bàn nhưng thủng lưới 9 bàn, Chelsea chưa thực sự ổn định như Frank Lampard mong muốn. Ở vòng 5, Chelsea gây thất vọng khi để Southampton cầm hòa 3 đều ngay trên sân nhà Stamford. Hàng thủ Chelsea tiếp tục lỏng lẻo, trong khi thủ môn Kepa một lần nữa gây ra thất vọng khi mắc sai lầm dẫn tới bàn thua của đội nhà. Vì thế, Ulvi Lampard đang đề xuất ban lãnh đạo Chelsea về việc chiêu mộ Donnarumma. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Chelsea từng mua thủ môn Edouard Mendy từ Rennes. Tuy nhiên, về lâu về dài, Donnarumma mới là giải pháp để The Blue tìm kiếm những vinh quang. Donnarumma đang chơi tuyệt hay trong áo Milan ở mùa giải 2020-2021. Thủ thành 21 tuổi này mới chỉ lọt lưới một bàn, có 91,7% số pha cứu thua thành công ở Serie A, giúp Milan là đội duy nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu có thành tích toàn thắng. Hợp đồng của Donnarumma với Milan hết hạn vào cuối mùa giải và việc gia hạn đang bế tắc vì bất đồng với mức lương mới. Chelsea lợi dụng điều này để lôi kéo Donnarumma về Stamford Bridge trong tháng giêng 2021 với mức phí dự kiến từ 25 tới 30 triệu bảng. The Sun đưa tin MU đang nhắm tới mục tiêu là Federico Valverde, một nhân tố để xây dựng tương lai lâu dài. Valverde là phát hiện của Real Madrid ở mùa giải 2019-2020. Cầu thủ 22 tuổi này đóng vai trò quan trọng trong chiến thuật mà Zidane xây dựng cùng Real Madrid giành La Liga. MU đánh giá cao cầu thủ người Uruguay nhưng hiểu rằng không dễ dàng để hoàn thành mục tiêu bởi danh mục hợp đồng của anh. Hợp đồng của Valverde với Real Madrid còn thời hạn tới 2025, kèm điều khoản phá vỡ 750 triệu euro. Vì thế, MU quyết định đi nước cờ Paul Pogba để hy vọng có được Valverde. Các quan chức MU hiểu rằng huấn luyện viên Zidane rất thích Pogba, cầu thủ mà Quỷ Đỏ vừa kích hoạt điều khoản gia hạn tới 2022. MU sẵn sàng thuyết phục Zidane đồng ý đổi ngang Pogba lấy Valverde. Đội chủ sân Old Trafford có thể thiệt thòi đôi chút về tài chính. Tuy nhiên, về lâu về dài, đây là cuộc mạo hiểm rất đáng giá. Từ Tây Ban Nha, một số nguồn tin cho rằng Pajarito, biệt danh của Valverde, có vẻ đã bị hấp dẫn bởi những gì mà MU hứa hẹn. Marcelo có 14 năm khoác áo Real Madrid, góp công lớn giúp kèn kèn trắng thâu tóm những danh hiệu trong thời gian này. Hiện tại, hợp đồng của hậu vệ người Brazil với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn thời hạn tới mùa hè 2022. Tuy nhiên, ở thời điểm này, Marcelo không còn giữ được suất đá chính tại Bernabeu. Huấn luyện viên Zidane thường xuyên tin dùng Ferland Mendy vì cầu thủ này có khả năng phòng ngự tốt hơn. Theo thông tin từ Don Balon, Marcelo đang có kế hoạch rời Real Madrid. Nguồn tin này cho hay hậu vệ sinh năm 1988 sẽ nói chuyện với ban lãnh đạo đội bóng để được tự do ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021, trước một năm so với hợp đồng hiện tại. Mặc dù năm nay đã 32 tuổi, nhưng Marcelo vẫn được nhiều đội bóng tại châu Âu săn đón và Juventus là một trong số đó. Nếu gia nhập Juventus, hậu vệ người Brazil sẽ được sát cánh cùng bạn thân Ronaldo. Ngoài Juventus, Marcelo có điểm đến tiềm năng khác là Inter Miami của Mỹ. Nếu được quân cho đội bóng này, hậu vệ trái này không những được thường xuyên thi đấu mà còn được hưởng lương cao ngất ngưỡng. Hè năm nay, Barca đã ngụ ý để tiền đạo Luis Suarez rời đi, ngôi sao người Uruguay cập bến Atlético Madrid. Huấn luyện viên Koeman sau đó đã lên kế hoạch đưa thêm về một tiền đạo mới. Ông nhắm tới Memphis Depay, học trò ở đội tuyển Hà Lan. Hợp đồng hiện tại của tiền đạo Memphis Depay với Lyon chỉ còn thời hạn tới hè 2021. Ngôi sao sinh năm 94 cũng muốn rời nước Pháp để cập bến một câu lạc bộ giàu tham vọng hơn. Đích thân Depay cũng khẳng định mong muốn được chơi bóng tại Camp Nou. Sau cùng, thương vụ đã không được hoàn tất. Dù Lyon đã giảm giá bán Depay xuống còn 25 triệu euro, nhưng Barca không thể mua vì lỗ gần 100 triệu euro mùa trước về ảnh hưởng của Covid-19. Nguồn tin của tờ Sport tiết lộ, Barca chưa từ bỏ thương vụ Memphis Depay và sẽ tìm cách mua tiền đạo người Hà Lan vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm sau. Để thực hiện điều này, Barca sẽ tìm cách bán hai cầu thủ không nằm trong kế hoạch của Ronald Koeman là Ousmane Dembele và Martin Braithwaite.
Bên cạnh đó, Barca cũng đang tìm cách đàm phán với Depay để giảm lương của tiền đạo này. Ngoài Depay, Barca còn đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Wijnaldum của Liverpool. Cầu thủ cũng còn một năm hợp đồng với Jacob. Wijnaldum cũng là học trò của huấn luyện viên Koeman ở tuyển Hà Lan. Cầu thủ này cũng được cho là sẵn sàng tới Barca để chơi bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên 57 tuổi. Trong trận đấu tâm điểm vòng 5 Premier League giữa Everton và Liverpool, Virgil van Dijk đã phải rời sân ngay ở phút 11 sau pha vào bóng nguy hiểm với thủ môn Jordan Pickford. Pha quay chậm cho thấy Pickford xứng đáng bị thẻ đỏ, nhưng thủ môn của Everton không bị phạt vì trọng tài xác định van Dijk đã biệt vị trước đó. Sau trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp xác nhận van Dijk dính chấn thương nặng. Huấn luyện viên người Đức nói: "Tôi chưa biết mức độ chấn thương của van Dijk nghiêm trọng đến đâu, nhưng mọi chuyện rõ ràng không tốt một chút nào. Cậu ấy đã thi đấu liên tục cho chúng tôi và có nhiều thời điểm cậu ấy nhịn đau để thi đấu, nhưng hôm nay cậu ấy đã không thể chịu được." Theo những nguồn tin từ địa phương, van Dijk đã đến bệnh viện để kiểm tra chấn thương và rời đi với đôi nạng trên tay. Trong khi đó, nguồn tin uy tín beIN Sports khẳng định van Dijk đã bị đứt dây chằng ACL ở đầu gối và phải nghỉ thi đấu ít nhất từ 7 tới 8 tháng tới. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng van Dijk chắc chắn bị tổn thương dây chằng vì pha vào bóng của Jordan Pickford rất mạnh và kẹp cứng đầu gối của trung vệ này khi anh đang di chuyển. Hiện tại, phía Liverpool vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về van Dijk, nhưng rất khó cho trung vệ người Hà Lan tránh khỏi một chấn thương nặng. Đây sẽ là tổn thất cực lớn cho Liverpool, bởi lẽ van Dijk là một ngôi sao không thể thay thế của họ. Và như vậy là chúng ta vừa kết thúc bản tin Chuyển động bóng đá ngày hôm nay. Những thông tin bóng đá nóng nhất sẽ được kênh Mê Bóng Đá cập nhật liên tục. Và trước khi rời khỏi video này, anh em đừng quên bấm đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo. Và đừng quên chia sẻ để lan tỏa những thông tin hấp dẫn nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các số bản tin tiếp theo.